Chào cả nhà, mình là Phạm Hữu Dư nha. Hiện trạng là mình đang đứng ở con đường tỉnh lộ 329 thuộc xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con đường này mình nhìn thấy nãy giờ là xe đi qua đi lại rất là đông. Mà đường thì tính ra là đường này chắc còn mở rộng mà. Chứ xe cộ, mặt độ xe cộ về là nguy hiểm. Thì anh Thuận đây. Chào anh Thuận. Anh Thuận là ảnh là cũng là dân ở Xuyên Mộc nè, ảnh có hiện trạng là ảnh có 2 miếng đất. Ảnh đang không cho sử dụng nữa, ảnh muốn bán. Đó. Thì đây. Bây giờ anh chỉ em 2 miếng đất mặt tiền đường nha. 2 miếng đất liền kề luôn. Một miếng chưa có nhà, một miếng có nhà rồi. Thì cái ranh miếng đất này từ cây cục điện đúng không anh? Đúng rồi, cái cục điện. Từ cây cục điện này đi qua đây là khoảng 10 m, tức là 10 m mặt tiền nha mọi người. Nó dài xuống khoảng 30 m đây. Mọi người thấy có cái cột đó, cái cột kìa. Là dài tới đó là ranh nha. Thì nó gần tới vườn tràm á là ranh đất mình. Rồi tương tự là bên đây. Một miếng đất nó cũng sinh đôi như này luôn, nó cũng bằng y chang này luôn, nhưng mà nó lại có tường rào hết rồi. Đây vô cho tham quan sơ cái nhà này nha. Thì bên đây thì nói chung đất không rồi, không có gì hết. Đất thì bằng tương đối bằng mặt đường nha mọi người, không có thấp nha, bằng mặt đường luôn á. Đây. Hiện trạng là anh Thuận là đang cho thuê. Thuê cái cơ sở mặt bằng này là đang là cho thuê là làm sắt, cửa sắt này nè. Đó. Đây mình quay rõ biển luôn nha mọi người, có thể tự đến xem luôn. Xung quanh là xe tường hết nha mọi người. Tường phải 2 m á. Đây. Đó, mặt bằng để cho thuê, có nhà cửa chung là có đầy đủ tiện ích nha, nhà vệ sinh phòng ngủ đầy đủ. Đó đây. Xung quanh là tường. Đó. Rồi ok. Thì mình nhìn là cái này thì chắc cái xe cũng cỡ 200 á, hơn 200 triệu á, chứ không rẻ đâu. Đóng ra đầy đủ. Rồi. Bây giờ nó sơ qua con đường tỉnh lộ 39 này thì cái hướng này, tức là từ đất mà rẽ trái ra thì là hướng này là hướng về Xuyên Mộc, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh nè ha. Còn hướng ngược lại là hướng này thì mình đi về Hòa Hội, chung là về hướng về La Ghi á, mình đi thẳng về đây, hướng về La Ghi á, La Ghi Phan Thiết á. Rồi bây giờ anh cho em xem sổ luôn đi. Hòa Hiệp La Ghi. Hòa Hiệp La Ghi ha. Đây, sổ đâu? Đây. Là cái sổ này là sổ của cái đất đúng không? Rồi, sổ miếng đất. Hiện trạng là hồi nãy mình quên nói là miếng đất này á thì nó đã có lộ giới rồi ha. Ban đầu á nó tới gần 300 mét vuông, nhưng mà bây giờ là dính lộ giới đây, khoảng cắt vô mình khoảng gần 5 mét nè. Đó. Tức là sau này là con đường tỉnh lộ này sẽ mở rộng rất là lớn nha mọi người. Đó. Thì bây giờ đất mình là còn khoảng 200 đây. Hai thửa nha, một thửa là 250, một thửa là 33, tức là cộng tổng là khoảng hơn 250 mét vuông. Thì trong đó là có 150 mét thổ cư, còn lại đất trồng cây nha. Đó. Rồi cái hai miếng giống nhau vậy luôn á. Cái sổ bên này cũng y chang luôn, nói chung là nó y chang, không khác gì trơn, chỉ khác số tờ số sổ mà chứ không khác đúng gì rồi, hết. Đúng rồi. Đó thì mình không quay làm gì ha. Đó. Rồi ok. Thì bây giờ là anh báo giá luôn cho em luôn nha. Tức là đất trống là 1 tỷ 650. Còn cái nhà này mà đất, đất mà có nhà thì anh bán là bao nhiêu? 1 tỷ 750. Tức là hơn nhau khoảng 100 triệu. Tức là ai mà muốn đất không á thì nó rẻ hơn 100. Còn nếu mà có nhà cửa luôn á, đầy đủ cổng rào luôn thì thêm 100 nữa là 1 tỷ 750. Và anh cũng sẽ bán, nếu anh bán hết luôn cũng được, tức là mình mua 2 miếng luôn. Tức là nó sẽ mặt tiền mình tới là tới 20 mét luôn, thì anh sẽ có cái giá nó ưu đãi hơn chút. Tức là mình mua hai luôn thì chắc là anh sẽ giảm giá hơn chút đúng không? Đúng rồi. Rồi ok anh. Rồi vậy ha. Rồi. Thì giá mình đã báo rõ ràng rồi. Thì lát nữa là mình sẽ để số điện thoại của anh Thuận cho mọi người trực tiếp liên hệ luôn nha. Là không qua mình, tại vì ảnh đã có gửi mình trả công mình rồi nên là mình không có trung gian nữa. Đó, đây, mình nhìn sơ lại miếng đất nha mọi người. Đất rất là bằng phẳng. Con đường tỉnh lộ 329 này là con đường nó rất là đông đúc. Sau này nó mở rộng ra nữa thì cái miếng đất mình nó càng giá trị hơn ha. Rồi ok, lát nữa mình sẽ về mình chỉ cái vị trí bản đồ trên mọi người cho xem cái vị trí của miếng đất này ha. Thì hiện trạng là mình thấy miếng đất này là nó thuộc hướng là hướng Tây nha. Hướng Tây, tức là mọi người thấy mặt trời nó đang rọi đó đó, hướng Tây nha.
Rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem cái vị trí của cái miếng đất này trên bản đồ vệ tinh nha. Thì ở trong đỏ này là vị trí đất nè. Thì nó nằm mặt tiền đường tỉnh lộ 329 nha mọi người. Đó. Hướng này thì đi ra ngoài Bà Tô, Xuyên Mộc nè. Còn hướng này thì đi về La Ghi, Bình Thuận. Đó. Thì từ đây mà cách đi chừng khoảng 2 cây ha, sẽ đụng chợ Xuyên Mộc nè. Đây, chợ Xuyên Mộc này rất là lớn nha, khá là lớn nha. Nằm ngay gần ngã tư giữa tỉnh lộ 329 với lại đường Phước Tân Hội Bài nè. Đó. Và từ đây thì mình thấy là đi biển cũng khá là gần. Đây, biển Hồ Cốc nè. Đó. Rồi biển Hồ Tràm nè. Ha, biển Hồ Tràm. Hồ Cốc. Đó. Đây. Rồi nói chung là đi biển gần, biển Bình Châu này nọ là gần. Rồi đi Vũng Tàu, Bà Rịa cho Bà Rịa cũng cách cái chừng 7 cây thôi, chục cây. Đi bây giờ là mình thử đi sạch đường đi về thành phố Hồ Chí Minh thì bao nhiêu ha. À đây. Khoảng 109 cây nha. 109 cây, gần trăm, hơn trăm cây là sẽ tới trung tâm quận 1. Đó, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thì đường đi thì cực kỳ dễ dàng luôn. Tức là từ cái đường tỉnh lộ 39 là mình chạy khoảng 2 cây số sẽ đụng cái ngã tư. Ngã tư này là ngã tư với lại không biết ngã tư này ngã tư gì, mà ngã tư Trà Xuyên Mộc á. Thì nó giao với cái đường mà Phước Tân Hội Bài hay còn gọi là đường quốc lộ 55 á. Thì mình chỉ cần đi con đường mà Phước Tân Hội Bài này là nó sẽ dẫn thẳng ra luôn quốc lộ 51 luôn. Đó. Đây. Con đường này là từ quốc lộ 51 mà đâm thẳng xuống gần Hồ Tràm luôn nè. Rồi đi quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh, đi cao tốc về thì đi có chừng 2 tiếng ha. 2 tiếng là tới. Đây rồi ok. Thì nói chung là mình thấy cái vị trí này thì phù hợp để mà đầu tư. Tầm mặt tiền đường gần biển, phù hợp với đầu tư kinh doanh gì đó. Đường này mình thấy là xe cộ đi ra đi qua lại rất là đông. Bữa mình đứng mình quay clip mà mình thấy là xe cộ đi qua ào ào luôn á. Đông rất là đông. Nên phù hợp làm kinh doanh. Hai bên dân cư quá trời luôn nè. Ok, thì nếu mà mọi người mà thấy mà quan tâm miếng đất này hoặc là cái nhà, nói chung là một là mua đất, hai là mua nhà hoặc là mua cả hai, thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại ha của chủ nha. Thì đây số điện thoại của anh chị Minh là bạn của anh Thuận, là hai người mua chung. Thì ban đầu thì anh Thuận là có chỉ mình mua đất nhưng mà ảnh bận cho nên là ảnh để số của chị Minh. Thì cái số điện thoại của chị Minh là mình có để ở ngay cái góc góc màn hình của video nha, góc cuối màn hình á. Thì mọi người lưu ý là mọi người cứ gọi trực tiếp cái số điện thoại của chị Minh giùm mình nha, là có thể liên hệ trực tiếp chính chủ luôn, và thương lượng giá hoặc là muốn hỏi bất cứ điều gì thì có thể hỏi chị Minh ha. Chị Minh coi như đại diện cho anh Thuận á. Ok vậy đi nha. Nếu mà anh chị cô chú nào mà nhớ thường hay xem video trên YouTube thì nhớ theo dõi cái đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình nha, là Phạm Hữu Dư nè. Thì mình thường hay mỗi ngày mình hay chia sẻ những cái video về đất vườn, nhà vườn phù hợp với lại cái túi tiền của mình hoặc là sở thích thì mình có thể liên lạc ha. Và bên cạnh đó thì những anh chị cô chú nào mà có những cái đất vườn, nhà vườn mà đẹp, không còn nhu cầu sử dụng nữa thì cũng có thể là liên hệ tới mình. Nếu mà đất mà giá cả hợp lý mà pháp lý cũng ok, không quy hoạch gì hết đó, thì mình sẽ hỗ trợ tới quay và đưa lên trên kênh YouTube mình cho nhiều người thấy. Vậy đi nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Các bạn ơi, mình đang trong quá trình xây dựng nên một cái ngôi nhà vườn lý tưởng nhất có thể.
Chính vì vậy trong quá trình này mình sẽ thu thập và tổng hợp lại những kiến thức mà mình học hỏi được để up trên kênh YouTube này. Chính vì vậy những bạn nào mà đang quan tâm thì có thể đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình bằng cách là vào cái địa chỉ này youtube.com/bhddesigner, hoặc là các bạn tìm kiếm tên của mình trên khung tìm kiếm là Phạm Hữu Dư để mà click đăng ký subscribe đây. Đăng ký subscribe theo dõi những cái video của mình trên YouTube mà mình upload mỗi ngày. Và các bạn có thể ấn thêm vào cái nút cái hình chuông này để mà có thể nhận được thông báo dễ dàng hơn. Rồi ok, và tiếp theo nếu như các bạn cũng có sử dụng Facebook thì các bạn có thể like cái fanpage của mình là Nhà Cụ Dư đó, để mà theo dõi tin tức dễ hơn, và có thể tham gia group Yêu Nhà Vườn để mà cùng nhau giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Và các bạn cũng có thể kết bạn với mình ở Facebook cá nhân là Phạm Hữu Dư, đây link đây. Thì những cái link Facebook và link YouTube thì mình sẽ để ở mô tả video, ở mỗi video các bạn có dễ dàng click vào và để giao lưu với mình. Rồi ok, cảm ơn các bạn ha.